Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ phép cúi đầu kính chào quý ông bà cô bác và toàn thể chư quý liệt vị kính mến. Thưa quý vị, nhân vào buổi cái lễ niệm Phật thường niên trong tuần của tại Tư Gia mà bà con cô bác anh chị em đã thực hiện từ lâu, riêng tôi thì chỉ mới lần này tôi mới được hội ngộ cùng chư quý vị. Thật là một niềm vui hiếm có cho cá nhân tôi. Vì thời gian quý báu giờ sớm giờ bà con cô bác đã ngồi rất lâu niệm Phật và trao đổi cái khâu đọc giảng chấm câu và cho trúng chữ. Thử ra không có dài dòng gặp gỡ cái lời nói đầu mà là bắt đầu vào đề tài. Ở đây là bất thình lình chúng tôi cũng không biết nói cái đề gì. Và thường thường thì quý bà niệm Phật, quý bà cũng trong cái ngày cuối cùng của mình để được chi? Dạ, khi nhắm mắt để được giảng sanh. Rồi bây giờ bà con cô bác sẵn vậy đó, tôi xin trình bày cái vấn đề, cái đề tài hôm nay sứ ngôn giới thiệu đó là sống lo trọn đạo, thác giảng sanh. Thưa quý vị, vậy thì cũng nhằm mục đích nói rõ về vấn đề tu hành của bà con cô bác. Nếu mà chúng ta trồng cây mà không có hy vọng tới ngày ăn trái thì chắc chắn là cái sự trồng cây đó chúng ta sẽ không có đủ tinh thần để dung bón nó đâu. Vậy thì cái phần này chúng tôi đưa ra làm mấy phần để bà con cô bác dễ mà theo dõi cái đề tài. Phần thứ nhất á, là chúng ta tu như thế nào mới gọi là trọn đạo, ăn ở thế nào gọi là trọn đạo, và khi chết chúng ta được giảng sanh, và khi giảng sanh lấy gì làm bằng chứng, có những điểm gì làm bằng chứng để thấy rằng người đó sống lo trọn đạo, tu thật chứ không tu giả mà khi thác được giảng sanh. Đây là chúng tôi chỉ trình bày hai phần. Và trong cái phần cốt tủy của cái lo trọn đạo đó là có đề cập tới phần niệm Phật của các tín đồ nói riêng và tất cả những người có mặt trên trái đất này nói chung. Thưa quý vị, thường thường người ta nói có nhiều quý bà, có nhiều ông một phần tử hơn nha. Người ta nói mèn ơi, hồi tôi chưa tu đó, tôi mà ăn cũng bình thường. Hồi tu tới giờ sao mà nó gặp trung chuyên đủ thứ, nó cứ gặp trở ngại cái này cái nọ, rồi nhiều khi mấy bà mới hỏi mấy ông giảng viên giải thích. Rồi có nhiều người á, người ta nói cách khác, người ta nói hồi đó tu hiền bao nhiêu bây giờ tu hung nhiêu à, hỏi sao kỳ vậy, tu rồi sao bây giờ nhảy ra nó hung, nói quan nhiều cái mắc chết. Hồi đó thì tu hiền là cách là tu trả lời được, thành ra cái quan cái ân gì tu trả lời. Còn bây giờ Đức Thầy dạy chúng ta là phải nhịn nhục, phải nhẫn nhịn, phải nhẫn nhục chờ người cổ tích. Chữ nhẫn tất nhiên là phải nhục rồi. Và bây giờ tôi chờ hoài không thấy người cổ tích, thành ra tôi phiền não trong lòng tôi hoài, tôi không biết chừng nào gặp Phật gặp Thầy. Mà bây giờ cứ tu thì phải hiền, mà hiền thì phải chịu nhục, bị nhẫn thì phải nhục đó. Thưa cô bác và anh chị em, kính mời cô bác và anh chị em cùng đi sâu với chúng tôi từng tiết một một để mà giải tỏa mổ xẻ những cái thắc mắc của bà con đã và đang phải lâm ở trong tình cảnh đó. Thưa quý vị, khi sống với kiếp sống của con người nó đa dạng, có lắm lúc á, người thì làm thuê làm mướn, người thì mua gánh bán bưng, người thì làm chủ làm cả, người thì đông cái lít, người thì bán cái cân, người thì cầm cái tầm đo, đều là cái nghề của mỗi cá nhân. Nhưng mà Thầy không bác bỏ, ai cũng đều là cái nghề hết, nhưng mà bác bỏ thì bác cái là mình làm không trọn đạo, không đúng cái đạo làm người. Chẳng hạn như bà Cân á, bà Cân hơi bóc xược một chút bằng cách là cái cân của mình mua khác, rồi cái cân bán khác. Thành thử là mua cân già, bán cân non, lường cân tráo đấu mà Đức Thầy đã dạy trong sám kệ của Ngài đó, không nên lường cân tráo đấu. Và chẳng hạn như bán lít, mua lít già, bán lít non, rồi mua cân già, bán cân non. Như tôi đó, lúc mà tôi ẵm bề con về nguyên cái xứ cha mẹ tôi sống đặng mà gần đồng đạo thì dễ hành đạo đó, tôi cũng đi bán người ta, sáng tôi khuya tôi thức dậy tôi cũng mua một bao cóc, một bao dưa. Mà sáng ra cái người kia cũng mua một lượt với tôi cũng cân bán, mà người ta lời 7-8 ngàn, 9-10 ngàn, còn tôi lỗ 7-8 ngàn, 9-10 ngàn. Mà điều ra như vậy riết cục vốn, tôi nói sao kỳ vậy ta. Cái chị kế bên chứ nói kỳ cái gì, tại bà ngu, tôi thấy bà tu quá ha, bà thiệt thà đến đổi. Tôi hỏi bà hồi bà cân, bà cân nguyên cái bao, rồi ra đồ giặt đồ thúi đồ ở trong bà bỏ ăn mớ rồi, rồi ra người ta cân mình cái một, còn bà cân lại từ ký, rồi bà còn tốn tiền bọc cho người ta nữa.
Sao bà không biết trừ hao lợi? Tôi hỏi trừ là trừ sao? Phật ơi, bà cân 800 gram, ngu sao bà cân tới 100 gram? Cái tôi thấy không được, tôi làm gì không được rồi. Như vậy thành ra chị này lời mình cứ lỗ mãi, cái tôi sang qua cái nghề khác. Cái tôi cũng bị nữa. Cái tôi sang riết, cái tôi nói sực nhớ lại gần chợ, mà gần trường học nó thôi dù mình bán bánh mì. Nóng cũng một ổ, nguội cũng còn nguyên một ổ, không có mang tội cân thiếu cân gì hết á. Dạ, tôi ăn tương nhưng mà tôi bán bánh mì thịt. Tại vì ở đó mình bán cho học trò không, nó không có ăn tương. Tôi làm suốt một thời gian như vậy, rồi lần lần cái tôi mới sắm cái bằng bị da, cứ cho nó thuộc để mình lấy cái đồng tiền giờ đó nuôi con mình. Cái bữa đó có ông già đó, ông xách cái roi, ông quýnh con, ông nó đương thuộc bằng bị da của tôi đó. Ông quýnh mà ông chửi tan nát, ông nói bởi vì tao nói mày bỏ học khẩm rài mà, hở ra tiền chỗ treo chỗ nào cũng mày ăn cắp hết á. Thì ra bữa nay tao bắt gặp mày, mày đeo cái bằng bị da này nè. Dạ, ông quýnh con, ông chạy ông bỏ, nó thuộc mấy tiếng đồng hồ, ông không trả đồng bạc. Rồi tôi suy nghĩ, này tại mình tưởng cái nghề này lành lẽ chứ không nghề, cái nghề này là con nít nó ăn cắp tiền ba má nó đi thuộc bia. Thôi dẹp, bán hai bằng bia, mua tỏi bán, mua tiêu bán. Dạ lần lần rồi đó. Thế tôi cảm thấy, thôi, tới đây con mình lớn rồi giao cho nó, tôi không mua bán hết trơn, thì tôi bán gì quý vị biết không? Tôi xin đi bán bảo hiểm nhân thọ đó. Để rồi mấy ông làng sớm mà thấy hỏi chứ ông hiệu trưởng ơi, vợ ông đi đâu mà đi tới lui hoài à? Vợ tôi nó bán bảo hiểm. Và mua bảo hiểm là có lợi cho những người đó. Thành ra tôi mới lợi mấy ông làng xã tôi bán bảo hiểm, và có cái cơ bán bảo hiểm đó, chứ tôi có thuyết trình bán bảo hiểm hồi nào đâu. Nhưng mà học có đậu có bằng cấp đàng hoàng. Tôi đã chọn cho mình một cái nghề. Cái nghề là lành lẽ nhất, đạt được đi tới lui với bà con, đi gặp gỡ bà con. Và tôi cũng nhờ cái gương hạnh tu tinh tấn của bà con, để rồi tôi tự nhắc lòng mình, tôi cũng sẽ tinh tấn như quý vị vậy. Để chi? Để khi chết tôi được giảng sanh. Và đó cũng là một trong cái đạo làm người, mình làm phải cho trọn. Và còn nhiều cái nữa nó chưa trọn nha bà con. Như tôi mấy ông làm ruộng đó, nói là tôi không có mua bán cô Tuyết ơi, tôi không có đông đắng, mà tôi chỉ làm ruộng à. Dạ làm ruộng thì tôi ngay cái ranh đất. Dạ có ông đó, ông tu á nha, ông tu ngon lành lắm mà, ông để đầu tóc rồi đó. Nhưng mà ông quên cái vụ cái ranh đất. Hai bên giáp với nhau vậy nè, có cái ranh cơm nếp nhỏ xíu nha. Cái ông không cho ông kia đi, ông lấy cái chị gai á, ông rào, hai đầu ông rào chị gai còn chính giữa đó, ông đem ba cái miếng sành miếng chén ông ghim đó. Dạ cái người ta đi, ta đứt giò, ta rủa ông, ý là nó tu cái tời, nó không tu nó còn tệ hơn ai nữa. Dạ cái sau này á, tới gia đình ông đứt, con ông đứt nặng hơn ta, mắc chở đi nhà thương xuống xíu chút nữa chết rồi, bị nó nhiễm độc á, nó làm phong đòn gánh. Thì quý vị thấy không, cái nhân bất lành. Rồi tới ổng hết rồi, từ đáp lên ổng gỡ hết, ổng không còn da chai lông dịch gì, không còn ba cái vụ da xanh gì hết á. Ổng gỡ hết cái tới lúa hồi đó, lúa cao dạo đó, cái gió đó ở trên này nó đùa xuống nè. Vậy thì cái ranh của mình ở đây, ranh ta trên này, hãy lúa mà nó ngã thì nó ngã đập lên cái ranh mình, nhưng mà cái ngọn thì bên mình, nhưng mà cái gốc của người ta. Ổng đem ổng thẻo hết trơn cái chớp mau à. Vậy ổng cắt hết trơn ba cái chớp mau của người ta, chừng lật ra bên kia có rạ mà không có bông. Còn bên đây ổng dạch ra thì ổng ăn cả rạ, cả bông gì của người ta. Thưa quý vị, tới chừng ta mới rước ràng lợi, người ta hỏi anh làm gì đó. Anh ăn cái ngọn, tôi hỏi anh lúa thì nhờ ăn cái bông chứ ai ăn cái gốc. Cái gốc bên tôi nó ngã bên anh coi, cái dạch ra coi. Cả ba bốn thước, anh ăn hạch trơn, hồi đó không có trồng lúa thần nông gốc con gì, trồng lúa dài không à. Thưa quý vị, sau này ổng biết ổng giác ngộ. Vậy là từ rày trở lên anh em mình á, nếu làm ruộng á, tu ngay cái tranh đất. Và đi cân á, thì tu ngay cái cân. Và mua bán á, nói hỏng thách, để rủi nhầm cái này nè, nó hối hận dữ lắm. Có chị kia chị nói với tôi, chị nói chị Thiết ơi, tôi thành Phật thành trời của bộ khố á chị Thiết. Chị nhắm coi mua bán hỏng thách thì người ta cũng trả. Mà bữa đó mình thách cái nhà cái người đó người quen, người ta bán trung bình ở ngoài, người ta bán có 5.000 ký, mình thách mình nói 7.000 cái đè, người đó không trả. Không trả cái người ta mua lầm, nói 7.000 ta cân 7.000 ta đem về, cái má nó nói thôi con mơ mốt đừng mua người quen, mua người lạ đang trả giá. Thì chị này bán chị từ đó tới sao chứ không có bán được cái gia đình đó, mà lần lần cái nó mất khách, bị khách bạn đạo không à, nó mất khách. Thành ra quý vị thấy không, cũng là cái tai hại không thiệt, không thiệt tình, như vậy là coi như sống không trọn đạo. Lần lần bà con cô bác mình để ý hen, hễ cái gì mà mình sống chân thật thì nhất định là cái đó phải thắng, còn không chân thật là lần lần rồi nó sẽ mất hết tất cả. Bây giờ muốn biết cái người mà được giảng sanh, cái người mà sau khi chết nhắm mắt được lên thiên đài mà không bị xuống địa ngục đó, cái người đó phải đòi hỏi cái đức tính gì?
Thưa quý vị, bây giờ tôi kể những đức tính của ông này. Mà trước khi kể cái đức tính của ông này, thôi thì mình kể cái giảng sanh của ông. Hai cái này trước sau gì cũng kể được. Ở đây đó, mấy bà con niệm Phật, người ta nói là niệm hoài, niệm quải, cứng xương sống, đau hai giò mà không biết ông Phật, ông có hay không? Đó. Cũng như chuyện nãy, vấn đề cầu nguyện mình thiếu một cái rồi. Khi có nhiều bà cầu nguyện mà nói trúng tên, trúng tuổi rồi cầu nguyện mà tới tuần thứ mấy đòi hỏi phải nói, nhưng mà thật ra khỏi đâu. Đức Thầy chỉ đề trong cuốn giảng mấy bà mới mốt lật kỹ coi. Điền tên họ người bệnh hoặc người chết. Không có nói tuổi mà cũng không nói năm tuần này là tuần thứ mấy. Mà không nói cái chữ giảng sanh mà cũng không nói là từ trần. Bởi vì mình mở miệng ra thì Đức Phật đã biết mình cầu nguyện cho người chết hay người đau rồi. Mà chỉ cần nói ông Nguyễn Văn Ổi, khỏi nói tuổi. Khỏi nói lâm bệnh gì cũng được. Mà nếu là nói lâm bệnh cũng được nữa. Có nhiều người lâm tuần á, nên là thất thứ mấy. Quá giảng vậy chứ không quá giảng sao làm tuần thất. Chết rồi mới làm tuần thất chứ. Thành ra mình làm đôi khi nó dư đó bà con cô bác anh chị em. Bây giờ tôi kể những câu chuyện của người là chịu rất nhiều gian khổ. Rất nhiều gian khổ rồi khi chết mới giảng sanh. Dạ có cái ông này hồi đó cái thời chinh chiến á. Ổng cùng các cái người binh nghiệp của ổng á. Đi đánh giặc. Đánh hồi thời đó là đánh Pháp. Chống Pháp chống Tây đó. Dạ có một hôm đó ổng lạc binh nghiệp đi. Có nghĩa là tá rã người ta chạy người nơi. Còn ổng lạc vô rừng cũng không có đường về. Ổng đói khát quá tay đi. Cái ổng mới... lấy cái súng, ổng bắn cái con khỉ, ổng bắn cái con sóc. Ổng bắn xong rồi, ổng chạy lại, ổng lấy con sóc, ổng dở lên. Để mà ổng đốn, ổng đốt, ổng thiêu, ổng ăn. Thưa quý vị, ổng dở lên là ổng thấy sóc nó có chữa. Cam nói không được rồi, mình lỡ mình giết quan một cái con này rồi. Rồi ổng đào, ổng chôn, ổng lắp lại, ổng chôn đàng hoàng. Cho hồi đó ổng chưa tu, thành ra ổng cũng niệm được mấy câu niệm Phật, ổng tính là xong rồi. Ổng tính cái nghiệp đó là xong rồi. Không ngờ cho tới cái lúc mà sau khi ổng tu á, ổng lên trên núi Voi, ổng ngồi ổng niệm Phật, ổng tịnh tọa. Thì bên đây là chú Năm Đen, bên đây là ổng hai anh em, một người ngồi bên vồ kia, một người ngồi bên cái vồ đá này, ngó qua đối diện vậy nè. Cái đưa ngồi thanh tịnh vậy, bỗng đâu nghe một cái rớp. Ông Năm này ổng dở mắt lên, ổng thấy một con sóc từ ở trên phóng xuống, chạy hai ba vòng cái nhảy lên cái bàn tay cũng như ngồi xếp bằng vậy đó, ngồi tỉnh đó, bàn tay để trên, bàn tay để dưới, nó phóng vô cái nó thò xuống, nó cắn cái chỗ này nè, cái mảnh thịt này mềm đâu có xương, nó cắn một cái ngọt sớt, cái nó bước ra ngoài, nó chạy ra ngoài. Ông này thấy sao ông kia bị cắn mà sao làm thinh, cái chút xíu con sóc nó chạy trở lại, thì máu con này lúc bây giờ nó chảy lòng thòng xuống đây và nó rơi xuống đầu gối, rồi nó rơi xuống tảng đá, nó chảy dài xuống, máu nhiều quá. Ông bên kia ông ngó qua, ông nóng ruột, ông nói mèn ơi, máu chảy nhiều quá sao huynh ba ngồi làm thinh vậy, cái chút xíu còn sắp nó trở lại nữa. Cái ông này ông nói trời, trở lại trận này chắc nó ăn nguyên cánh tay của anh ba quá. Cái ông kêu anh ba ông kia làm thinh à, con sóc nó phóng lên nữa, nó khòm xuống chỗ cái tay đó nữa, nghĩ là chắc nó cắn thêm, nhưng không ngờ nó khòm xuống nó liếm máu, nó liếm cho sạch máu bề trên bề dưới, rồi nó liếm dài dài máu dưới giò ông, rồi nó nhẹ nhàng nó bỏ ra đi. Ông Năm mới kêu ông ba mà nói rằng huynh ba, nãy giờ huynh có hay gì không? Ông ba nói hay, trời ơi con sóc nó cắn huynh máu vậy đó mà sao huynh làm thinh vậy? Ông nói không làm thinh đâu có làm sao được, tôi tới lúc phải trả quả rồi đã đệ. Cái ông mới kể cái chuyện con sóc mà trước đây hồi cái thời chinh chiến đó, ông nói đến khi tôi đương ngồi niệm Phật mà tôi nghe tiếng sạc, tôi thấy con sóc nó đến, tôi biết là quả báo quần tử thọ, nên tôi tập trung tư tưởng tôi niệm Phật, mày ăn nhiêu mày ăn, mày cắn cổ nhổ lông tao cũng được. Ông ấy không ngờ, trả quả thì trả thiệt, có trả thiệt, nhưng mà ngày xưa mình giết nguyên mẹ con nó, mà ngược lại bây giờ nó chỉ cắn mình một lỗ rồi một lát nó trở lại, nó liếm sạch máu rồi nó đi. Chú Năm ơi, cái này là chú thấy không? Tu nó nhẹ, nó phớt đấy chú. Nếu mà không nhờ mình đưa ngồi niệm Phật là con sóc này nó khoét mắt, khoét mũi tôi nó ăn hết. Thưa chưa quý vị, đó là cái công trình niệm Phật tu hành của ổng. Chưa đâu quý vị. Giờ kể cái lúc mà ổng còn đi đăng chinh chiến đó mà ổng thấy sao chút xíu cái chết người, chút xíu chết người. Cái mới bỏ cái nghề binh nghiệp, ổng lén trốn ra. Ổng trốn mà người ta bắt ổng dữ lắm luôn. Ổng trốn ra, ổng người làm người tầm thường. Ổng xách cái xe tóc, ổng lấy sờm sợp vậy nè, ổng chạy. Ổng chạy đi, ổng thấy cái chỗ nào mà cái lộ hộp hỉnh đi hen. Chỗ đó là dễ bị tai nạn là ổng vô trong nhà người ta, ổng xin mượn cái len. Ổng mượn cái thúng đào đất cái chỗ nào đó ổng đem lắp.
Đó, xong rồi ông trả, rửa sạch sẽ ông trả. Rồi ông chạy xe đạp mà ông thấy cái chỗ nào có cái miếng sành hoặc là cái vỏ dưa hoặc là nửa trái dừa đồ người ta ăn, người ta vứt ngoài đó đó. Hoặc là cái chè tre vậy đó. Thì ông ngừng lại, ông đem ba cái đó ông dẹp đi. Cho người ta lưu thông ta khỏi bị té. Thưa quý vị, lần lần cho tới một hôm nay nha. Tới năm 1958-59 đó. Cái cầu sắt Thốt Nốt hồi đó nó chưa có cầu đúc như bây giờ. Ông chạy ngang cầu sắt đó thì ông thấy có một cái tai nạn là cái ông thợ hồ ông đương làm tường. Ông đương xây cái nhà cho người ta. Thì bỗng đâu, ông bị chiếc xe hàng nó lật cái nó vuốt ông gì nè. Cái xe hàng thì nó chạy bên cầu sắt mà ông cái nhà cặp cầu sắt nó lật một cái nó vuốt ông. Và nó đè cái ông thợ hồ chứ. Lúc đó người ta đông thôi như giỡn hội, nó ắt tắc giao thông, người ta chỉ đứng ở ngoài, người ta nóng ruột, ta chắc lưỡi thôi. Không có ai dám chung xuống dưới mà để coi. Nếu mà chung xuống dưới á, lúc đó nó còn cái bánh liêu liêu, nó lật cái nữa là chết. Thì trong khi mà chờ coi chết á, thì có một cái người hình hạt xương mai, mặc bộ đồ đen, tóc chấm gót, chấm ót. Chung vô đó mấy ông là trời trời, ông chung phía đó mà gió mà lật cái là nhẹp ông luôn. Chờ một người à ông. Cái ông là để tôi coi ra làm sao. Cái ông coi, cái ông nói huynh đệ ơi, ông này ông chưa chết, để tôi cứu ông. Thì ông chung vô, người ta nắm vô, ông ta lôi ra, ông phăng riết ông vô, hai tay ông bươi nè. Quý vị thấy, ông bươi giống như nó bươi con người ta mà bươi cái hang vậy đó. Ông bươi một hơi rồi cái thấy được cái miếng dùa đó nó úp trên cái lưng của cái nạn nhân đó. Ông mới lấy được cái miếng dùa rồi, ông dùng cái miếng dùa, ông bươi một lỗ bự hơn cái thúng dê. Thì lúc đó cái người lâm nạn nó thở được một cái khì, nước máu nó ra hai lỗ mũi lỗ tai. Và lúc đó ông nắm, ông rút ông kia ra thì cái chiếc xe nó nhúc nhích vậy nè. Cái người ta chạy ra, người ta kêu trời kêu đất chạy chỗ khác. Và đến khi cái ông thợ hồ ông ra được ở ngoài mà ông ngồi chưa nổi đó, người ta lật ta bu qua cái ông thợ hồ. Mà người ta bỏ quên cái ông bươi đất hồi nãy. Và ông lần lượt ông xuống sông. Cái người ta nắm lại, người ta nói trời, ông Tấn hả? Thù ơi, nãy giờ thì ra là ông đó hả? Cái mấy ông kia là ủa, đâu coi cái mặt ông đó, ông nào mà gan dữ vậy? Cái ông là khoan khoan, mấy anh ơi để tôi đi rửa tay kìa. Và khi ông rửa tay rồi, ông thoát đi mất tiêu. Ông không để cho ai ghi ân ghi nghĩa, giờ cũng không để cho ai thấy cái việc làm tốt của ông cả. Thưa quý vị, rồi sau một trận nữa, một trận này mới làm cho ông lên núi ở này nha. Dạ, con trận đó lễ 18 tháng 5 ở trên Hòa Hảo á, ghe đậu dính liền với nhau như đũa dắt trong ống vậy. Thì bỗng đâu có cái bà già này ở trên, bà mệt mỏi quá, bà xuống ở dưới ghe, bà lợn sao lái, bà tiểu. Sơ ý, bà lót cái bụng như lúc đó thì cũng vừa lúc cái ông này ông chạy xuống, ông thấy cái ông ấy bà già rớt cái sông, bà già rớt cái sông, mấy anh em ơi xuống cứu, ai dám phóng. Cái con sông đó là cái con sông nước chảy dòng cầu, nó mà đức thầy nói con sông nước chảy dòng cầu là ở dưới đó là có cái con sáu lên chèo mà nước nó chảy cuồn cuộn. Và ông mới kêu bớ người ta ai nấy làm ơn chặt dây neo thả ghe ra đặng cứu bà già đang chết đuối. Ông nói vậy rồi ông trèo lên mấy cái ghe đó, ông chạy khuya dưới nước á, ông chạy xong rồi ông phóng xuống. Thưa quý vị, thì lúc bấy giờ trên này người ta mở neo, ta lấy búa ta chặt, lấy dao ta chặt dài dài, cái ghe nó trôi ra lần lần, người ta nói coi chừng nha, coi chừng cái ông đó không chừng mò dính bà đó ở trên nha. Dạ, khi mà mò dính bà rồi đó, ông đưa lên, đưa bà già vừa lú ngăn đây, cái ta nói nè, coi chừng nha, cứu bà già mà coi chừng cái ông kia nó nha. Dạ, một tớp người thì nắm ót bà già kéo lên, một tớp người thì ta chộp sâu xuống dưới, đặng ta cứu, ta biết cái ông này là đội bà già lên. Khi mà ta chợp xuống dưới là chỉ cần dính được cái chéo áo của ông mà. Nước nó cuốn mạnh quá nên không giữ ông lại được. Và ông phải trôi mất đất. Chừng khoảng một tiếng đồng hồ sau thì cái đội cứu chết á, ta mang bình hơi rồi xuống, ta đem móc đó. Và anh ta móc dính ổng, ta rà dính ổng đem lên. Trận này thì ông không có thoát được rồi. Dạ, ông nằm sực sực đó, lỗ tai, lỗ mũi gì sặc máu hết. Chết không bà? Bà nói chết luôn hả? Dạ, một hồi ông sống lại. Dạ, cũng như là chưa có tới phần phải chết. Vậy đó mà cô không chịu chết. Dạ, cái bà này bà cảm nghĩa cứu tử đó. Bà có đứa con gái thật đẹp, người bà Tàu, mà hồng chồng chết, gia sản bà rất là giàu mà có một nụ con à. Bà mới mướn gia tướng đồ đi lại với bà đó, chèo ghe để cho bà đi đó, mấy năm đó mà, hồi thời đó đó. Dạ, khi mà cứu được sống rồi, cái bà cảm ơn, bà giao hết cái gia tài và bà đưa đứa con gái. Chú về làm rể tôi, suốt đời tôi đó là coi như chú không thiếu gì hết. Dạ, trong khi ông đi là có một ông bạn ở thứ năm, tên là ông Võ Văn Tính, mà cũng gọi tục gọi là ông Năm Trình nữa. Chuyện này là ông Năm Trình, ông kể tôi nghe nha. Lúc đó bà già đó, bà nói bà tha thiết hết sức, cái ông này ông từ chối. Ông nói dạ, tôi thì tôi muốn chồng có mộng giải thoát nên tôi không muốn lập gia đình. Bà kia bà nói nếu mà chú vậy đó hen,
chú từ chối thôi, giờ để tôi chết. Để giờ bà lên được trên bờ rồi làm sao bà chết được. Bà là tôi đập đầu dưới cái phần ghe tôi chết. Tôi thiệt với chú nha, chú cứu tôi, không có chú thì tôi chết rồi. Bây giờ chú không cho tôi đền ân đền nghĩa rồi chú đi mất tiêu, tôi biết đường đâu mà tôi kiếm. Cái người con gái nói thôi má ơi, má muốn đền ơn má làm gì làm, chứ má đừng ép thành duyên thành nợ với con. Tại vì bộ nhan sắc con không có dữ ý. Cái ông này nói dạ không phải đâu cô đừng nghĩ lầm, cô rất là đẹp, nhưng mà tại vì tôi muốn thoát tục, tôi muốn không còn ghi duyên tạo nghiệp gì hết á. Giả lại gia sản tôi không có gì, cô vừa giàu vừa đẹp nữa nên tôi từ chối. Cái bà già này bà phóng trong rạp đầu thấy hoàn cảnh vậy đó. Ông kia ông nói nè ưng đi, trời ơi dịp mai hiếm có, ông ưng ông chung vô đó rồi ông lấy tài sản đâu, muốn bố thí thì ông bươi ra chứ phải gặp tôi là tôi ừ liền, thử để cho bà chết sao. Ông kia thì ông chưa trồng mộng giải thoát, ông Nam Trình á. Còn bà Tấn thì ông trồng mộng giải thoát. Em nói thôi thôi được rồi, dạ thôi thì con đồng ý, bà đừng có đập đầu đập cổ nữa. Dạ khi mà ông chấp nhận đồng ý rồi về thuốc đêm ông trằn trọc qua cái lễ rồi là tóc hành sợ đêm dài lắm mộng nên tổ chức đám cưới. Dạ sợ đám cưới rừng trốn không thoát là cô kêu giữ hoài. Dạ thừa đêm khuya ổng trốn vô rừng, nên đức thầy nói là thừa đêm khuya lén trốn vào rừng cũng như đức tử sĩ đắc ta vậy. Dạ ổng trốn lên rừng, quý vị biết khi trốn đi 10 người bạn hành đi tu á, đi lên người ta nói đi lên vô bồ hông á, thì ở lên trển á, nếu mà người nào có đức hạnh á thì chư thần cho ở, người nào không có đức hạnh á thì chân thật chư thần đuổi xuống. Dạ đi dọc đường, dọc xá đường hồi đó là đường lào ản không, chứ không phải đường mòn như bây giờ. Đói cơm khát nước chịu không nổi, trở diện ông trở lần riết, còn có hai ông là ông Năm Trình với ông bà Tấn đó. Cái bữa đó đi lạc đường, người ta nó lôi lên cái điệu bùa hông mới lên. Dạ đi hoài kiếm sao không có cái điện bùa hông, nó lạc hoài. Cái mấy ông nói bây giờ mình trèo trên cây mình ngắm mấy cái điện kia mình có tới rồi, mà không phải vô bồ đầu đồ không, mà chứ không có vô bồ hông, mà chắc cái vô bên đó. Dạ mà tuột xuống thì mất hướng. Cái bữa nay cái hai ông này mới đứng ở trên có cái đồi cát nó cao vậy nè. Ông Nam Trình ổng đứng lên, ổng thật ông nói bè ơi tao thấy cái vô cát cao, tao đứng lên đó tao ngóng vậy nè, tao đâu ngóng nè, sao tao nghe ở dưới chân tao nhúc nhích chuyển động. Tới chừng mà tao chợt cái giò xuống, tao đứng vậy tao thấy cái giác 12 giờ trưa ở trên mặt trời rọi xuống, mà dưới này nó cà chớp. Quý vị biết gì không? Cái lưng của con rắn lớn. Con rắn đó nó to bằng cái lu lớn. Nên nó gồng một cái thì chợt ba cái cát đó giò, ông thấy cái lưng có sao cái vậy. Cái ông quảng hồn, ông nói ông đâu có nói được. Ông thấy ông Ba Tấn đứng phía đầu. Mà cái con đó bây giờ nó rút dít về một cái là cái đầu nó chìa ra. Ông nói cái gọng cái sừng của nó giống như là con lân mã vậy đó. Còn cái lưỡi của nó le ra như cái dầm vậy đó. Ông nó le ra vậy nè. Mà mấy ông tiều nói cái loại rắn đó nó cắn mình đó, nó không phải nó mổ như rắn hổ, mà là nó ngước là chiều này. Cái nó sớt mình cái nó quay trở lại nó lộn gì là nó nuốt là mình vô tới nửa bụng nó rồi đó. Thưa quý vị, lúc đó Nam Trình ông chỉ la tiếng gì nào, ông đâu ông chỉ gì nè. Ông Ba Tấn ông vừa thấy cái con chài gạt đó, ông chắp tay ông niệm Phật. Cái ông Trình nói bây giờ tao thấy Ba Tấn niệm Phật, tao cũng muốn niệm Phật, nhờ tao niệm vậy nè. Nam Mô A Di Đà, cái thấy nó le cái lưỡi gần tới Ba Tấn, tôi nói Nam Mô A Di Đà chết hen. Dạ ông không bị, ông ở đằng xa còn Ba Tấn thì ở gần. Ông nói Nam Mô A Di Đà trời à, thấy cái gì là coi quý vị coi, lần tới đó tôi đà cái hồi nãy đà chết, đà cái nữa đà trời. Tôi có 6 chữ mình được 5 chữ, ông nói riết rồi tao tè trong quần luôn, nó quá sợ gặp mình không còn chưa. Cô bác ơi thử mình coi trong cảnh đó mình chịu nổi hay không, thấy không? Mình cười thì cười nhưng mà tới cái cảnh đó mới biết mình sao. Dạ cho tới khi mà ông gặp ông Ba Tấn niệm Phật, ông cũng chấp vậy nè. Ông là niệm đâu mười mấy 20 tiếng mà không chừng lọt được 1-2 tiếng Phật à con ơi. Quá trời là run rồi, ông nói vậy ha. Cái ông nói một hồi sao tao niệm Phật mà tao không đủ can đảm. Tao thấy nó ăn ông Ba Tấn nên tao nhướng nhướng mắt vậy nè. Tao nhướng nhướng hí hí tao dòm tới thấy sao mà một hồi cái nó cắp cái đầu xuống. Một hồi nó xếp xếp ba cái càng, nó không có hung dữ như nãy mà cái lưỡi nó không có le ra nữa. Cái ông nói chắc yên rồi đó. Thôi giờ mình bình tĩnh mình niệm Phật. Cái một hồi cái con rắn nó đè xuống cái nó đi vậy nè. Nó đi nó không có cất lên. Nó đi tới đâu đấy, nếu cây nhỏ thì đè ngã xuống hết, còn cây lớn thì chốc gốc ngã ầm ầm. Ông nói quá kinh khiếp, tao không còn là tao nữa, tao hết biết tao là cái gì, thứ con rắn nó đi rồi á. Nó thôi. Tu thì ở đây tu đi ngang. Chẳng này tu đi à, tôi không có tu với con rắn khổng lồ đó được. Cái gì ông làm bài thi nè. Bài thi ông dài lắm mà tôi nhớ đại cương có mấy câu à. Ông nói công nhận niệm Phật linh thiệt con ơi, ông nói với tôi nghe. Bài coi bài thi nè. Để tôi đọc quý vị nghe đoạn thôi chứ đọc bài thi này dài dữ lắm. Tiếng niệm Phật làm sai lăng khiếp sợ,
dời rút đi bỏ dở miếng mồi ngon. Tuy hiểm nguy nhưng mạng sống vẫn còn, giờ nhớ lại ôi thôi kinh khiếp quá. Dù ai đó có bền gan sắt đá, cũng động lòng trước bối cảnh vừa qua. Rồi ông nói cái thân tu hành của ông. Dạ. Thưa quý vị, xong rồi, trải qua cái cuộc con rắn rồi, bây giờ hai ông nói mau là tiến tới địa bồ hông. Và khi lên bồ hông rồi đó, sắp không có nhang đèn gì hết, ngó bốn hương mà giấy. Tôi là Nguyễn Văn Tấn, tôi là Võ Văn Tính, hai đứa tôi lên đây ở tu nhờ chư thần chứng giám. Dạ, giái xong lại rồi cái ngồi tỉnh vậy nè. Cái hồi ông ở trên, ông xuống dưới, cách đó một tầm đất nó có cái hố, thì cũng nổi trong cái vùng bồ hông đó. Bây giờ mình đúc rồi nó thành, chứ hồi đó nó không phải được gì đâu, nó thấy ghê gớm lắm, nguy hiểm lắm. Cái hồi cái ông la cà hới vậy. Cái ông già ba ông ơi, huynh năm ơi, sao huynh không ở trên này mà huynh hướng dưới? Cái ông nói tụi có xuống đâu trời ơi, mới trả ổng thảy tụi dưới đây nè. Cái ông già ba ổng xuống, ổng xuống dưới. Cái ông nói thôi ở trên mình sợ quá hả, thôi giờ xuống đây có anh có em, hai huynh đệ mình ngồi đây ngang anh năm. Dạ một hồi cái la cởi. Ông bà Tấn hỏi anh năm ơi, anh năm cái gì á, sao rồi tôi xuống với anh rồi anh lên? Ông nói trời ơi tôi có lên đâu, mấy cha đưa tôi lên đây giới thiếu điều thảy xuống hồ rồi. Ông run quá. Ông bà Tấn nói anh năm ơi bình tĩnh niệm Phật anh năm, cái này là các chư thần thử mình đó anh năm. Cơm là một đêm nay tới sáng ông thục con mắt luôn, lớp thì sợ, lớp thì run, không có niệm được mà cũng không có ngủ nghe gì được. Cái sáng ông thấy nè, thánh thần đâu không thấy mà chỉ thấy thân tôi chút nữa là chết. Thôi để ở này đi, tôi về thế, kể tới đâu tới. Không lẽ mình tệ hơn mấy người không tu sao? Dạ, ông về thế, ông gây duyên tạo nghiệp, mấy bà thấy chưa? Bây giờ nói tới cảnh gây nghiêm tạo nghiệp là cái lúc đó khúc sau. Bây giờ nói tới khi mà đi hết 10 người, mà giờ mất, về mất 9 người, còn một người ở trên trển, thì bà má của ông Ba Tấn, bà đâu có chịu nổi, bà già cỡ này nè. Bà khóc dữ lắm. Bà nói Trình ơi Trình, mày dẫn tao đi lên kiếm nó, chứ ở trển mà không còn ai cọp nuốt con tao còn gì, mày không dẫn tao lên núi chết luôn với con tao. Lúc đó bà rang cơm khô á, dạ bỏ trong giỏ sách đem lên. Bây giờ đi kiếm cái rừng núi mênh mông gì, bà kêu vậy nè, cái tiếng kêu á, Tấn ơi con ở đâu, má đi kiếm con nè Tấn ơi. Lên vô bộ hông không có, tiếng núi dội dội, cái tiếng người mẹ kiếm con rất là thảm thiết, khang hơi tổn tiếng cũng không thấy con đâu. Lên tới đó thì mất tiêu ổng rồi, ổng đã xuống ở trong cái hang á. Tới chừng mà ông Ba Tấn ông nghe tiếng mẹ kêu đó, ông tính dở cái tay lên nè, nói má ơi con ở đây, dở cái tay lên đó cho mẹ thấy. Nhưng mà dở không nổi, quá đuối sức rồi, sắp sửa giảng sanh rồi. Thưa quý vị, cô nem nhân tay chừng quẩy quải, cố lên âm nhỏ cũng không lên, bường cũng không được mà đưa tay cũng không nổi. Sao khiến chư thần làm cho bà trợt dò rớt xuống, thấy con mình không nhìn ra, mặt mũi mắt gì sạch trơn, quần áo gì toàn là dắt đeo cứng ngắc đó, nhất này luôn mà sao nó không chung vô lỗ tai. Quý vị coi ngồi cái thân xác đó là một đám rác chứ không phải người ta. Rồi bà mới phủi rác mới khiêng lên trên á, mới là ngâm nước với cơm khô đó, nở nở ra rồi mới nhai nhai rồi nhổ ổng cho ổng lấy sức rồi về. Thưa chưa quý vị, đi về tới dưới này quý vị biết ổng làm gì không? Đi hút thuốc nam, rồi đi dài dài đường như tôi nói nãy vậy đó, ai lâm nạn đua chen giúp giùm. Rồi cái chuyện này là ổng kể nha, ổng là có một bữa đó đó quý vị, ổng lên thuyết trình, ổng nói tôi gặp cái ông già, ổng kéo cái nò cá, ổng kéo lên tới gần tới cái nò, gần lên tới trên cá nó văng xấu 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 lên, cái ổng hết sức cái nò nó tuột xuống, cái mấy cái cây đó nó quýnh đập vô ông đó vậy nè. Ông làm ba hù ba hịch mà ổng ai tiếp ổng, ổng đi ổng té lăn té dụi. Lúc đó ông Ba Tấn ổng vừa đi tới, ổng bỏ xe đạp ổng chạy, ổng kéo tiếp, ổng kích qua lăn đó, ổng kéo tiếp cái nò nó lên được trên, cá nó phóng xấu xấu xấu. Cái ông kia là tôi cảm ơn chú nha, chú tử tế quá, ghé nhậu tôi. Cái ông kia nó dạ thưa bác con ăn tương, tôi cảm ơn chú nha. Ông đi một hồi cái ông nhớ lại, ông nói thầy nói là gặp người lâm nạn đua chen giúp giùm. Vì chứ ông già nãy lâm nạn hà là cái đám cá ở trong cái nò đó là lâm nạn. Ông bất quá bị té lăn té dụi thôi, còn con cá nó siết chết. Hồi nãy mày đừng kéo tiếp ổng thì cái nò nó sụp tới sụp lui, hồi nó biết thân nó đi hết à. Còn lần này mình kéo tiếp ổng như vậy là mình tiếp tay với người sát sanh rồi. Cái nó thôi không được mà, bây giờ làm chuyện khác. Thưa quý vị, người ta kiếm cái lầm lành này người ta làm mà thấy sai rồi người ta sửa. Và cứ suốt cuộc đời ổng sửa vậy đó. Tại sao cuối cùng đó,
là ông đi lên trên rẫy, ông thấy có 6-7 bà già, xứ này bà, xứ kia bà mà bị con bỏ rơi, già rồi lo thân nó, định vợ gả chồng rồi nó lo cho vợ, nó lo cho chồng nó bỏ thân già đói khát. Ông mới nguyện với lòng là sẽ tổ chức đi trồng rẫy, rẫy dưa, hồi đó trồng dưa quẹt đó, đặng đem có được nhiêu đem về cất cho, cất nhà cho mấy bà này. Dạ khi ông làm miếng rẫy đó, cái trong thành Mỹ Tây anh năm công, mà từ trên tới dưới nguyên cái miếng ruộng đó ta làm xong rồi bắt đầu người ta không ấy rạ, người ta quẹt, ta để hột dưa, ta quẹt, ta để hột dưa à. Mà người nào ở trên cũng trúng ở trên, dài tới ổng không có phân phướng gì hết mà cũng trúng nữa. Nhưng mà bỗng đâu chừng 10 bữa sau ấy ăn thì rầy nó đeo. Nó đeo từ trên tới dưới, nó đeo trắng nhách hết trơn, không còn thấy cái lá dưa hấu. Cái ta xịt, cái ta nói chú bà, rầy đeo của chú quá sức mà ở đỉnh xịt, đỉnh kia xịt mà chú chính giữa không xịt, chắc nó phá chú dữ lắm, thôi để con xịt. Ông nói thôi đi đừng xịt. Thôi không xịt thì chú không có mong gì mà kiếm được một trái nữa. Cái tối đêm đó đó, đằng kia xịt, đằng nọ xịt, nó đeo của ông như ông lô cán vậy, trắng lớp hết trơn. Cái ông ra ông nói nè, quý vị bị ở trên người ta đuổi, dưới người ta đuổi, người ta xịt tản cư tới đây phải không? Tôi biết rồi, cái mảnh đất này nó lành lắm, ở đây đỡ đêm nay thôi nha. Sáng quý vị đi vô ở trong mấy cái đâm tre, mấy đâm chuối á, đậu đỡ đi, đặng cho ba cái lá này nó ngốc vậy, rồi nó có trái rồi nữa tôi cúng dường cho quý vị ăn một mớ, còn mớ tôi bán đang tôi cất nhà cho mấy bà già tội nghiệp đó. Trèn ơi, ông nói vậy có nghe lời mấy cô ơi, thiệt là nó linh hiển. Nghe lời một đêm tới sáng rồi nó sạch trơn vậy, cái ông dòm trong mấy cái giường mà chuối với tre đó, nó đeo cái bằng sụ lá trơn. Cái ông lời ông nói cảm ơn mấy chú quá hả, mấy chú biết nghe như vậy là mấy chú có tinh thần rồi, tôi ráng tu tôi tụng cho quý chú được giảng sanh. Rồi còn phen nữa, khi mà dưa nó lớn lên nó có trái rồi đó, mà ông chừa dưa đó là dưa Tết đó nha, trái nào trái nấy quá to rồi, dưa chân không, còn quý huynh đệ kia xịt phân đồ hen mà trái nó đeo nghèo óc ngọt. Cái chuột nó khoét quá rồi, nó chín rồi đó, mà chuột nó khoét nó ăn lỗ bề lớn vậy nó khoét nữa. Cái mấy người kia là chú ba ơi, chú có đức quá, chú trồng chú không có xịt thuốc gì trơn mà của chú nó quá tốt, mà ba con chuột nó khoét rồi làm sao mà chú bán dưa chân kết được, chú cho con thuốc chuột nha chú. Cái em ơi đừng thuốc mấy em ơi, nó đói thấy mồ nó kiếm ăn đâu mà thuốc cái gì, thôi để tôi. Cái mấy người đó lén, thương già ba quá à, mới lén thuốc bỏ thuốc rồi gần gần, nhưng mà gần giáp danh đất chứ không có dám thuốc cái ranh của ổng. Cái ổng biết, ổng kêu chuột ha, ổng nói nè, ổng nói mình đã lỡ làm chuột rồi, là thú vật rồi, quý vị lỡ khoét trái nào ăn cho hết trái nấy, quý vị răng cứng lắm ăn luôn cái vỏ xanh đi, ăn cái khuỷu này nè, ổng chỉ gì nè, từ cái trại tôi nè ăn hết ra cái khuỷu này rồi hả lấn ra, nếu mà ăn hết mà chưa đủ no, chưa đủ nhu cầu thì ăn lấn ra, chứ đừng có cạp ba mớ rồi bỏ ba mớ bỏ bỏ đây hen, là ăn tội dữ lắm, mà làm chuột hoài không có tiếng thân được làm người ta nghe. Ông nói vậy đó, phải để cho tôi một mớ đặng tôi bán, đặng tôi làm những cái việc tình nghĩa. Ông chỉ nói vậy thôi, thì nó chỉ ăn mấy cái trái nó lỡ khoét rồi thôi đó, nó ăn sạch sẽ, nó ăn hết trơn cái da xanh, rồi từ đó ra sau nó không có hề hấn tới một trái nữa. Năm đó ông bán dưa rồi ông cất nhà cho quý đà bà đó, rồi quý bà đó cũng nghe lời ổng thuyết pháp mà ráng mà niệm Phật là giảng sanh được hai bà. Thưa quý vị thấy không, cái công năng, cái hộng lành của ổng đó, cái hạnh đó là cái hạnh sống lo trọn đạo đó bà con cô bác. Vậy thì đâu phải một mình ổng, đâu phải một mình ổng lo trọn đạo, mà thầy nói là sống lo trọn đạo thác lên thiên đài. Vậy thì ổng đã thác lên thiên đài rồi, đâu phải bà con cô bác làm không được. Cái hạnh đó cô bác làm được không, cô bác làm được không nè? Sẽ được thôi, bây giờ chưa được, nhưng mà cố gắng ham về Phật quá là làm, cố gắng làm là sẽ được thôi. Dạ, ví dụ như mình không được cái cấp bậc như ổng thì mình có cấp bậc nhỏ chút chứ sao không được, phải không? Dạ, phải được thôi. Dạ. Rồi có một bữa đó ông Năm Trình ổng thuật lại, ổng nói ba Tấn đắc đạo tại thế. Tôi hỏi sao? Ổng nói cái chuyện này ba Tấn giấu dữ lắm nha. Tao bữa nay tao nói chứ mà bay nói coi chừng nó bị nó rầy à. Dạ. Cái ông nói lúc mà làm rẫy dưa đó, hai ông mới ở trong cái chòi, mà cái chòi đó lụp bằng rơm giữa ruộng vậy đó. Cái ông thấy ở trên đó sáng loà ra, cái ông tưởng là ta bắn trái châu nghe. Cái ông nói trời ơi, ai bắn trái châu sáng quá, mình chạy lại đó lặng mình kiếm, cũng như là trái sáng đó mình kiếm cái dù của nó mai mùng mà ngủ. Cái ông ra thấy nó xè lại cái ve dòng cái trại, cái nhỏ ngay xuống cái trại, mà hai ông nằm chung một cái gối bằng rơm, nhỏ xuống ngay cái tâm tinh nó ngoáy vậy nè, nó ngoáy như là mình vui vậy đó. Ông này ông hết hồn hết vía, ông chổi cái tay lên nè, ông dòm mày nè, ông dòm mà ông kia vẫn nằm ngủ bình thường. Thấy chừng cái đó lần lần nó lu cái nó phẳng nó lui nó trở lên, nó chạy vẫn đi ra, nó tủa ra như hồ quang vậy. Cái ông Năm Trình ông mới dỗ ông bà Thắng,
Đệ ba, đệ ba, đệ nãy giờ có thấy gì không? Cái ông bà nói, tôi ngủ mà tôi đâu có thấy gì năm. Trời ơi, hào quang thật đệ ơi. Nói hào quang ở đâu mà hào quang? Rớt xuống đây sấy, sấy, sấy đâu anh năm? Sấy người trăng tâm tinh đệ. Không phải đâu anh năm mà. Sấy tâm tinh anh á, chứ không phải tôi. Cái ông kia, đệ ngủ, tôi thức tôi thấy ngoáy 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 chỗ này. Đâu để tôi quay để cứ coi nó có lủng lỗ gì không? Dạ không, chỗ đó nó sáng quần một chỗ thôi, chứ đâu có lủng gì hết. Cái ông cãi không được với ông Năm Trình. Ông nói anh Năm mà chuyện này anh giấu bí mật nha anh Năm. Anh đừng có đồn ra. Anh nói đây rồi người ta nói mình nhân cách quá. Thôi như vậy đó, Phật đã cho mình hay, mình tu trúng rồi đó anh Năm. Anh em mình ráng tu nha. Thưa quý vị, đến khi mà ông Ba Tấn ông chết rồi là ông Năm Trình ông đưa câu chuyện này lên rất nhiều người nghe. Ông nói mà ông khóc dữ lắm. Ông nói chứ phải mà tôi ráng tôi theo ông Năm Trình, ông Ba Tấn hen thì thân tôi bây giờ đâu có tàn tệ gì. Ông về thế, ông có thêm con vợ nữa, rồi ông có thêm một con vợ nữa, rồi thêm một con vợ nữa. Ba bà với bà lớn nó bốn bà, không còn miếng đất dục chim. Bà nào tới cũng thấy ông có đất ưng, chứ ông xấu quắc hà. Không có tài coi mặt thốc thuốc rất hay. Dạ ba bà vợ bỏ ông vợ lớn chèo queo. Tới chừng ngày cuối cùng cô ông cũng vợ lớn đem về nuôi. Tay biến mạch máu não cho tới chừng chết. Ông tu rồi ông thối chuyện cái chết của ông đồng đạo không có ngó nữa thôi quý vị. Thấy đứt ruột luôn. Đồng đạo tới lưa thưa. Còn Ba Tấn chết một cái mấy ngàn người. Thưa chú quý vị. Nãy giờ là nói những cái chuyện mà cái công hạnh của người làm đạo. Ha. Bây giờ tới nói giây phút cuối cùng của ông sẽ được như thế nào đây? Thưa quý cô bác, vào cái năm 1971, ông đi thuyết trình ở trong cái xã Vĩnh Hanh á, ông cái đêm đó là đêm 23 nha, 23 tháng Chạp sắc là đêm đó là thuyết cái đề tài đưa ông Táo về trời, thử coi có ông Táo hay không và đưa về trời, ông nói cái gì với Thượng Đế. Ông thuyết cái đề đó người ta rất là khen, sáng ra ông đi về tới chợ cả sao là ông bị mấy chú này đụng không đa, rồi ông lâm bệnh tới 10 ngày sau, ông bỏ xác. Mà quý vị thấy, cái đụng của ông không phải là đơn giản. Bữa nay tôi nói là tôi nói thiệt đó. Biện dày tôi mới biết nè. 23 Tết thì người ta giặt đồ Tết. Mấy bà cô giáo đó người ta 23 là bắt đầu ta giặt lần rồi. Thì cô này cô giặt mùng mà sao cô thấy có hai cái chú này đậu chiếc xe ông đa ngoài lộ. Mà nhá tới nhá lui ở trong cái bến cô. Cái bến cô thì nó gần cầu cả sao. Cái ông này sai ông kia chạy lên. Cho tới sáng rồi chạy lên hỏi ông kia ông đi. Không thấy gì hết. Hồi sai chạy lên cô không thấy gì hết. Tới chừng cổ phơi đồ rồi cổ sửa sẵn đi giải thì cổ thấy là tai nạn ra cổ mới ra. Cổ ra cổ thấy hai chú này đụng hai cái ông già đạo. Cái lúc đó còn thời nguyện nha, cảnh sát bắt hai người đó. Còn Giang Ca thì ông này ông nói cái vụ mà xe cổ lâm nạn là lẽ thường. Ông Ba Tấn á, à, chú đụng tôi cũng đâu có gì đâu, mấy chú bắt tội nghiệp. Cái tới cô này cổ nói nè, cổ nói cái này tôi nói thật nha, tôi là cô giáo, thành ra tôi giặt đồ 23 Tết thì tôi giặt lần trước tôi thấy hai chú này xuất hiện trước cửa nhà tôi dưới bến nhà tôi á. Hồi bắt đầu 5 giờ sáng là có mặt rồi. Mà lần lần tới bây giờ là 7 giờ. Biết mấy tiếng đồng hồ mà chú này có cái dễ gì. Bây giờ đụng tưởng đâu ai đụng. Mà hai chú này đụng cái hai cái ông này là không phải là vô tình. Tôi thấy nó có cái lạ. Vậy tôi ý kiến vậy đó. Mấy ông tùy. Rồi mấy ông còng ngang cốp liền thể trong cái chuồng cọp. Ông Ba Tấn mới lại. Nói mấy chú à. Tôi hồi nào bây giờ tôi không có gặp hai chú này. Tôi với chú này không có bà con ruột thịt mà cũng không có thù hềm gì. Không lẽ anh ta tổ chức thì giết tôi? Không có đâu. Cái này lỡ, tại chạy ẩu lỡ rồi. Tôi xin mấy ông, thả anh ta ra đi. Đừng gây nghiệp báo nữa. Biết đâu kiếp trước á, tôi có làm cho mấy chú này đau chảy máu. Nên kiếp này á, trễ một phút là khỏi rồi. Hay là sớm một phút là khỏi rồi. Đàn y trân lúc này vậy là đụng với nhau. Cái này là có quả báo quần tử thọ rồi. Thôi thả anh ta đi. Cái mấy ông này nghe năn nỉ gì đó. Cái ông về qua ông nói cô giáo à, cô thương tôi cô nói vậy chứ hai cháu này nó khờ hết sức, nó không có cố ý gì đâu. Thôi cô tôi mang ơn cô và đừng nói thêm gì nữa. Cái ông lợi năn nỉ ông mở còng cho hai chú này rồi ông vuốt vai hai chú đó trẻ gì nè, vuốt vai cháu à, mơi mốt có chạy xe đi ngang chợ nhớ chạy nhẹ tốc độ lại, mai là đụng chú nghe chứ phải đụng nhầm mấy cái bài về có bầu á, mấy đứa trẻ nó khổ lắm. Nghe nhớ nhân cưng rồi vuốt da đưa hai đứa đó về. Dạ hai đứa là mặt không còn một chút máu. Hai cậu đó đó. Cái tới chừng mà về rồi hai cậu đó có một dịp đến thú nhận với ông. Ông ba ơi ông ba, ông Phật ơi ông Phật, con có tội này không biết chừng nào con trả. Con ham tiền tặng mướn con giết ông. Ta nói ông thuyết đạo hay quá. Ông tới đâu ông nói là ta tu rạp rạp gì. Thành ra người ta không muốn cho ông sống. Nên tặng mướn con.
Nên con ham tiền mà con làm chuyện đó, mai là ông không chết. Chứ nếu sao mà ông có bị gì, con tội biết bao nhiêu. Thưa quý vị, không chết liền, mà một tháng sau mới chết. Thì cái ngày ông chết là ngày 24 tháng Giêng, mà ngày đụng thì ngày 23, sáng 24. Đêm 23 thuyết đề ông Táo về trời, là đêm sáng 24 ông bị đụng, thì tới ngày 24 tháng Giêng là ông qua đời. Tôi nói vậy là quý vị nhớ sau này cái đám dỗ ông là quý vị đi 24 nhớ nha, đi thiệt sớm. Đám dỗ và đám 4 tháng Giêng là đám dỗ cúng tại Bằng Tăng. Tại Bằng Tăng, lỗ tẻ Bằng Tăng đi vô khoảng 1 cây rưỡi số là tới ngay, chưa tới trường trung học. Dạ, hồi nào mấy 3-4 năm rồi thì cúng nhà ông Tuấn, nhưng mà bây giờ đã dời lên. Dạ thôi bây giờ để tiếp tục, nói gì cũng như mời đám dỗ quý bà rồi đó. Bây giờ tiếp tục cho đến khi mà cái ngày cuối cùng của ông ở trên bệnh viện đó, ông ở trên 9 ngày. Rồi y tá bác sĩ đó hen, ông bác sĩ Đào Tuấn Kiệt nè, ông bác sĩ Thình, ông bác sĩ Nhì nè, tất cả quý vị đó hen, đều mở cái quan âm cát tụng kinh, mổ một ông cho ông 3 tấn 1 tuổi. Bởi vì thấy là rút nước ở trong người, trong phổi ông ra đó hen, là dập nát gan ruột hết trơn. Cái men bác sĩ này từ hồi nào giờ mấy mươi năm mà làm bác sĩ chưa có một ông nào sống mà bình thường như ông này. Dập gan, dập ruột như vậy là chết liền cấp cứu, không ra khỏi cấp cứu. Mà ông này ông sống từ ngày đó tới giờ, ông sống tới 1 tháng. Như vậy là cái ông này ông sống bằng cái gì á, chứ không phải bằng cơ thể của ông. Mấy ông ấy mới cảm đức quá, rồi nghe người ta đi thăm đó. Ông bác sĩ giám đốc ông đi Sài Gòn ông học chừng gì, cái ông nói tràn mạc ơi, cái nhà thương, cái bệnh viện tỉnh bây giờ nó không giống bệnh viện mà nó giống như cái hội chợ, sao kỳ vậy? Thì mấy người y tá nói bác sĩ ơi, có một cái ông đạo, ông bị bệnh, ông vô ông nằm trong cấp cứu mà đồng đạo tới thăm quá sức. Ông nói thăm sao người gì á? Nó dạ người ta về nhưng mà không hết tấp, ra về chừng 10 người thì người ta vô lại 20 người. Ta về 100 người, ta vô lại 400 người rồi không có chỗ nào hết trơn. Cả cỏ của người ta trồng cỏ kiển vậy nè. Mà đồng đạo mình ra ngồi đã rồi nằm sáng đêm nằm ngoài đó rồi nó xẹp lép 3 cái cỏ anh ta giống hệt như bị ông lô cán. À, quý vị thấy mình không tu, mình ở đơn độc, mình chết có được gì không? Mình đau có chồng con gia đình mình thôi. Cô bác đi thăm chút đỉnh, còn lại đồng đạo là trải xương. Nghĩa là không vô được thăm 3 tấn, nhất định trải nằm ngoài xương, mặc cho mũi, mặc cho mày cắn bao nhiêu mày cắn. Thưa quý vị, thấy quá sức tinh thần của đồng đạo, ông bác sĩ Thình ông mới tổ chức nha. Ông nói bây giờ tôi tổ chức là mở cái cửa cấp cứu ra, đằng sau mở cái cửa cho có ngõ ra, đi một lần 3 người, lấy khăn đắp mặt ông 3 tấn lại, không cho ông tiếp xúc. Ông 3 tấn này nè, mấy vị mà thăm một hồi nữa, ông 3 tấn chết ngay, chứ đáng lẽ là ông tới chiều mới chết. Dạ thưa chị quý vị, máu còn có 5 chỉ hà. Và đồng đạo nghe vậy đó, mấy bà thương quá, bà khóc hụ hụ, cái nín mới cho vô. Bác sĩ nói bà nào khóc đi vô, là ông cảm động, cái là ông đứt hơi bất tử, nó không cho vô. Dòm thấy ai tươi tắn thì cho vô, lần 3 người tội nghiệp, mấy bà khóc này đi rửa mặt đồ đàng hoàng, làm bộ cười lẫn vô. Dạ đi vô đi ngang, nắm tiền 3 ngày nay nằm xẹp cỏ đó hen. Đi ngang giục cái bạch vô, không biết là nhiêu, xe tròn giục cái bạch vô, đặng mua thuốc thiệt là tốt, đặng cứu huynh ba. Còn mấy ông bác sĩ thì ông bác sĩ Thình ông cho ông 3 tấn 1 tuổi. Ông bác sĩ Kiệt cho 2 tuổi, lấy tuổi thọ của tôi mà chồng cho ông này. Ông là một cây cỏ rất nên thuốc, một người sống rất nên xã hội nhờ, đừng cho ông chết sớm. Thưa quý vị, thế mà tới cái ngày cuối cùng có nghĩa là vô 2 người cũng không hết nữa. Nghĩa là vô 3 người rồi người ta đi thêm 7-8 người. Cái ông ta bây giờ tăng cường vô lần 5 người. Đi vô đi ngang đó rồi cái này đi tuốt cửa sau ra, tớp khác cứ như vậy đó. 5 người cũng không xuể nữa. Ông la bây giờ sắp hàng đi 10 người. Dạ đi từ sáng tới 12 giờ trưa. Khuôn mặt mới không. Đi được rồi người ta về, nằm mấy ngày nay rồi người ta về. Thưa quý vị, thế mà không hết. Mấy ông này nói cái này là ông này đắc đạo tại thế rồi. Cái lúc bây giờ cái ông này nè, tất cả bác sĩ Phạm Nhe vô coi ông Phật, cái ông này ông Phật sống chết nè. Đắp cái mặt ông bằng cái khăn mới. Tôi thì tôi ngồi trực tiếp 24 trên 24. Nói là ổng còn có 5 chỉ máu mà tim của ổng nhịp là quá thưa. Ổng đứt trong vòng 5 phút trở lại đây. Các bác sĩ Phạm Nha đi sắp hàng vô. Vô nhẹ 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 mới tới đó. Cái đằng này ổng kêu ổng dở khăn. Ổng để xuống bụng học. Cái này. Kính chào tam vị bác sĩ và tất cả y tá Phạm Nha. Hàng. Nằm mà nói vậy đó. Cái hôm nay tôi cảm ơn các bác sĩ y tá đã hết lòng lo cho tôi tận tụy. Nhưng mà dầu thuốc hay thầy giỏi thế nào cũng không có cứu số được. Ông nói là dược y bất tử bệnh, Phật quá hữu duy nhân. Tới đó mà còn nói nho. Nghĩa là Phật chỉ độ người có nhân duyên, mà thuốc chỉ cứu người chưa tới số. Còn tôi thì tới lúc phải ra đi. Cảm ơn quý vị. Nếu quý vị có thương tôi thì quý vị cố gắng làm lành.
ở đây làm bác sĩ dễ cứu người bất đức hơn tôi nhiều lắm. Thưa quý vị, cái ổng mới đọc giảng nè: dầu ở nơi cùng cốc thâm sơn, chẳng trốn lánh tử thần cho khỏi. Ông nói: bác sĩ ơi, giờ bác sĩ thấy tôi giờ phút cuối rồi, bác sĩ ban cho tôi một ân huệ là gỡ hết mấy cái dây nước biển này, gỡ ống tiếp hơi và cho tôi lên xe tôi về ở dưới tôi, dưới nhà tôi. Bây giờ ở dưới cả trên 2.000 người. Mấy ông la: ngộ chưa? Ông nằm trong phòng cấp cứu không thấy mặt trời mặt trăng gì hết trơn mà ông nói bây giờ ở dưới trên 2.000 người. Ông nói: mấy ông nói gì chứ có. Mấy ông này mới gõ tiếng điện xuống. Hồi thời đó chưa có điện thoại rải rác như bây giờ. Gõ tiếng điện xuống quỹ ban xã Hà Thới Long. Ở dưới người ta nói: trời đất ơi, thôi thôi bây giờ hết nói rồi. Cái ông đậu ba nào đó mà ổng chưa có về nhà, ổng còn ở đâu trên nhà thương á, mà giờ đồng đảo ở đây không có một chiếc xe đưa đò. Hồi đó xe Philip gắn thùng đó, không có một chiếc xe đưa đò, ở đâu có cũng là lợi đã trực chờ ông và ba gì. Thưa quý vị, lúc đó mấy bác sĩ nói: thôi thôi, ông này là chứng quả rồi. Ổng nằm ở trong phòng cấp cứu mà ổng thấy ở dưới nhà cửa tu dở banh hết trơn, chỉ còn trống như là cái trại dơ vậy. Nên mấy ông này mới tổ chức 18 chiếc xe đi đưa bác sĩ nè, rồi mấy ông thượng nghị viện, hạ nghị viện cảm cảm cái đức của ông đó. Mà lớp chạy xe hồi đó xe ông đó ít, xe polis xe lôi thì nhiều, dạ chạy xuống. Tôi nói là một bên đây thì cầm cờ quốc gia, bên đây thì cầm cái cờ già, chạy sổ càng xuống đó. Ông về gần tới, ông nói: Tuyết ơi, kêu mấy cô nấu cơm nhiều nhiều. Ông kêu em ổng: Đẹp Phải ơi, nấu cơm nhiều, đồng đạo đâm lắm mấy em. Hả? Đâu có mê man gì đâu. Tới giây phút mà 2:20 rồi đó, cái ông ngặt mình, ông muốn co tay lại, ông chắp tay là ông niệm Phật ông đi. Nhưng mà ông co không được, tại vì bên đây vô máu, bên đây vô nước biển nè. Về cũng có y tá bác sĩ đi theo. Ông co hoài không được, cái tôi biết ý. Tôi nói: ông ba ơi, ông muốn chắp tay niệm Phật phải không? Cái ông gật đầu. Cái đằng này gỡ ra, gỡ tôi biểu gỡ nước biển, gỡ máu ra. Và khi gỡ xong rồi, cái ông dở tay lên từ từ vậy nè, ông chắp lên đây, cái ông ngó lên Phật. Ông ngó lên Phật, tôi nói: dạ ông ba ơi, con thỉnh miếng nước cúng cho ông uống đặng theo Phật nha. Cái ông gật đầu, thỉnh miếng nước cúng rồi đem xuống là đồng đạo kêu bằng lư hương, cấm cái lư hương mà cầu nguyện cái chân này không này hen. Tôi nói: bằng một thúng dê luôn các bạn ngán, cấm bằng cái dùa hương bự luôn, làm cái thúng luôn chứ không có làm cái chân hương nhang được. Dạ, đằng này vừa nhiễu ổng ba giọt nước thì ổng ngước lên ổng niệm Phật nè, ổng chắp tay ổng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì ngoài cái lư hương ổng phải nhá lên một cái. Thì ta nói: chàng ơi, cấm hương gì quá sức, bây giờ cháy lư hương rồi. Thì người ta buông ở đây, người ta chạy ra đó người ta chữa. Nhưng mà lui cui thì mấy ông la: này là không phải cháy chư hương mấy ông ơi, cái gì nhá lên rồi á chứ không có cháy còn nguyên hả. Dạ, thì cũng cùng lúc đó là ông ba tắng tắt thở là 2:30, và cũng cùng lúc đó cách đó 7 cây số ở trong cái nông trường của ông Năm Hoàng á, người ta ra ngoài trống tầm bằng ruộng đó, ta thấy cái hướng này lửa cháy quá cao, ta tóc ta chạy về ta chữa bằng tăng, ta chữa chợ. Dạ, họ chạy ra, lớp thì chạy bộ, lớp thì chiếc xe đạp mà đi 5-7 người. Một ông thì ngồi trên cổ, một ông thì đứng trên cái yên chung ở đó đó, còn ông đứng ở đằng sau cánh chuồng đó mà cứ vậy rớt, ông nào là bỏ ông nấy, còn nhiều là chạy theo nhiêu đó. Lớp chạy bộ chạy riết gì đang chữa chợ bằng tăng. Khi mà chạy về tới miếu ông ấy ăn thì người ta đặt hệt ra, mấy ông la: sao chợ bằng tăng chữa được chưa? Cái người ta nói: đâu có cháy chợ. Trời ơi, hồi nãy ở trong ruộng tôi thấy mà lần lửa xông lên giữa trời mà cháy bự dữ lắm. Hồi nãy là 2:30. Mấy ông này là: thôi rồi, ông đậu ba ông đứt hơi lúc 2:30. Cái mấy ông này ngồi bàn: thôi rồi, Phật rước ổng rồi, hào quang chứ không phải lửa. Thưa chư quý vị, lúc đó chánh quyền tôi thấy vậy đó, ta mới đặt. Và đặt cái đường lộ tẻ bằng tăng, đặt là Nguyễn Văn Ba Tự Tấn cái đường đó. Và cái khóa học còn 7 ngày nữa là thi cử đó, khi khóa học đó là xong rồi đặt khóa học Nguyễn Văn Ba Tự Tấn. Thưa quý vị, trước khi ổng mất, cá ông á vô dưới bến ổng nằm 3 ngày, nước ròng khô rang khô cái lưng. Mà mấy ông này thấy cá ông mà vô cái địch nhỏ xíu như vậy là có điềm rồi. Mấy ông này lấy cây chuối á, mới đóng mấy cái cây, cái trên này mình cầm cái cây mình đưa ăn cho nước lớn ổng ra, đưa ổng ra ngoài dòng nước. Ổng lết vô, ổng đậu ngay bến, ổng gác mỏ ngay cây cầu. Quý vị ơi, chưa người ta ở nhà ta chưa hay tin ông Ba Tấn đau, mà ta đặt bàn cầu nguyện hết rõi từ đầu xã tới cuối xã, ta tưởng đâu cái chuyện gì của nhà nước á, chứ ta không ngờ là ông Ba Tấn mình sẽ xảy. Tới chừng ông về tới, anh em lại lục dữ lắm, năn nỉ nếu anh ổng đi nhà thương là tôi ăn mặn. Thưa quý vị, tới lúc đó ông mới chịu đi nhà thương rồi ông chết. Khi mà ông bỏ xác rồi, tôi nói quý vị ơi, tôi cũng không còn muốn sống để làm gì, chết theo cặp cái ông này, ông cặp nách mình đi được. Hồi đó tôi tinh tấn lắm, mình tính có gian đó. Quý vị có thấy
Quý vị có thấy ai mà chết mà có gian chưa? Đằng này tôi có gian ổng, đằng tôi được giảng sanh. Tôi thấy ổng quá quý mà mình cũng có cái công nuôi dưỡng ổng 9-10 ngày nay. Thôi thì mình bỏ xác theo ổng cho rồi. Dạ, lúc đó tôi thiệt ra sức hồn đi nó cũng sung sướng lắm nha, nó nhẹ nhàng chứ nó không còn đau nhức nữa. Cái tôi nghe má ổng bà kêu bà nhận tôi là cháu nội nuôi, làm con nuôi của ổng, bị ổng không có vợ con. Ông nói Tuyết ơi Tuyết, ba mày chết rồi, mày ráng mày sống còn bà nội chi nữa con ơi. Cái tiếng má ruột của tôi nói Tuyết à, con ráng tỉnh lại đi con, còn tía còn má nữa, con đừng có chết theo cậu ba con ơi, con đừng chết theo cậu ba. Cái tôi nghe tiếng ai đó nói là bà con muốn cô Tuyết sống á, tránh chỗ khác để súng nhau mà cả mấy ngàn người mà hử hơi vậy còn đâu mà cái hơi cho cổ sống. Lúc tôi nghe bóp đập mình mẩy nhồi tôi hết sức, mà tôi ở đằng xa tôi thấy cái xác tôi nó xấu quá, dơ một đống như là cái đống sình vậy đó. Tôi không có chịu trở lại, tôi chạy theo ổng, mà ổng ở xa quá, càng ngày càng xa, tôi chạy hết sức chạy không kịp. Cuối cùng bây giờ mình đi lạc đường mà theo ổng không kịp, tôi trở về cái nhóm người này thì trở về với cái nhóm người kêu khóc đó, hồn nhập vô cái xác rồi nó nhức hết sức rồi mới nghe đau đớn. Thì ra tôi không kịp theo ông đạo ba, tôi không có gian ổng được rồi. Thưa quý cô bác và anh em đồng đạo, lạ có một điều sau khi chôn ổng rồi ha, tối đêm đó đó đồng đạo người ta nhớ quá, người ta mới nói chàng ơi không biết có ai mà cất cái cuộn băng của ông đạo ba không cả. Dạ cái mấy người đó là có, tôi ổng có đọc băng chung với tôi một cuộn băng. Cái người ta mới chạy về nhà người ta lấy lại, người ta lấy người ta để vô máy thao băng ha, để máy thao băng nhận lên thì nhầm của ông thân thì ông thân đọc, mà nhầm của ổng thì ổng đọc. Bấm lên cái đọc vậy nè, ổng đọc nha: đến Lâm Chung quá lạnh đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Thưa quý vị, 30-40 năm qua mà khi nói tới đó tôi làm như là cái xác ổng còn trước mắt nên tôi muốn khóc. Không lần nào tôi đọc tới câu này mà tôi cầm được. Để ông chứng tỏ cho mình thấy cái băng người ta để lâu lắm rồi người ta không hát tới, mà bây giờ hát khiến đọc lên ngay cái câu đó để cho mình mừng rằng ông đậu ba đã về cõi Phật, ông không bị trầm luôn. Thưa quý vị, ông còn cách ông niệm Phật đó, thì quý vị thấy rằng bắt chước đi. Cái này mày với mấy đồng đạo nam ngủ chung với ông thuật lại nghe, sau khi ông mất rồi đó. Để năm giỏ thợ nấu đó quý vị biết hen. Ông thuật đây, tràng mẹ ơi, tôi thèm ngủ chung với chú ba tôi, đặng tôi bắt gặp coi ông có hào quang không. Cái tôi chung với tôi ngủ với ông, cái gì mà tôi nhắm con mắt lên thì tôi mở mắt ra tôi gặp ông xõa tóc, ông ngồi niệm Phật. Không lẽ cái mùng của hai người ông ngồi niệm Phật, tôi ngủ chừng ứng có sao được. Tôi ngồi tôi niệm Phật, tôi niệm một hơi mắt gì nữa buồn ngủ tôi gục, tôi gục cốc cốc, tôi đụng qua vai ông. Cái ông vỗ vai ông đây, nằm xuống ngủ đi đệ, nằm xuống ngủ đi, huynh cũng ngủ nữa nè. Cái ông nằm xuống, ông vỗ cho ông kia ngủ. Ông nói vỗ cho tôi ngủ thì ngon dữ lắm luôn. Tới chừng tôi cựa mình thức dậy một cái thì tôi gặp ông ngồi nữa. Tôi lật đặt tôi ngồi nữa, ông nói thôi tôi không dám ngủ với chú với ông ba. Ngủ với ông cái gì mà ông niệm Phật hoài. Tính ngủ đang coi ông có hào quang không, đằng cũng ké à nghe. Nhưng mà rốt cuộc lại là mình mê nhiều, còn ông muốn ngủ nhiều. Thành ra quý huynh đệ là tôi với huynh ba khó kiếp. Đó, bây giờ mấy bà cứ niệm Phật đi, không có mất thần mền đâu, mấy bà đừng lo. Rồi còn nữa là cái cô Mọn á, cái cô Mọn là cô con gái này mới có mười mấy, chưa quá 25 tuổi. Cô ở Sáu Chàm, xã chợ chợ ếch đó, cách cái nhà tôi có 700-800 thước vậy à. Rồi cô cũng tu đơn giản thôi á, cũng tại gia cư sĩ, rồi cô ăn chay, có một bà mẹ à. Và bữa đó cái cô nói má à má, từ đẹp lên má tự lo nghe con về Phật à. Rồi bà nó tưởng đâu Mọn nó chơi, ai già đâu cô giá quần áo của má cô hết à, rồi cô giặt. Đồ nào đi đám, đồ nào đi ở nhà, đồ nào đi ruộng. Cô giá xong mới cô để đó, giặt sạch sẽ, nước đầy lu, áo quần đồ tươm tất hết trơn. Má ơi, từ đây trở lên má tự lo nhân quần áo đi đám đi tiệc, con làm ngăn nắp rồi. Rồi ngày rằm là con ra đi à. Cái chị em đồng đạo nghe vậy đó súng lại coi, bị hồi đó chưa có ai giảng sanh, một hai người người ta coi dữ lắm. Tới đó thấy còn cổ vô quần, cổ đi tắm, cổ chùi bằng thờ, bằng lạc, chùi nồi rồi đó. Tao nói trời ơi con Mọn nói gì chứ sao nó chết. Thưa quý vị, đúng giờ đó là cổ vô, cô bận áo choàng, cổ ngồi, cổ niệm Phật, rồi từ từ cô ngã ra, cổ chết. Khi mà cổ chết rồi đó, Đức Phật tới rước cổ bằng cách là cái mặt cổ sáng trưng lên, và cả cái gian nhà sáng, người ta nói hào quang. Thì thiệt là mình thấy tự nhiên trời cũng không có sáng gì mà nó sáng lòa lên vậy nè. Nó sáng như mấy cái đèn của máy quay phim vậy. Thì rốt cuộc là cô Mọn đã được giải thoát. Bà già không nhỏ giọt nước mắt, mừng quá, con mình tu đâu có nhiêu đâu mà cũng được giảng sanh nhờ pháp môn niệm Phật. Cổ nói niệm Phật để nuôi mẹ, chứ đi đó đi đây cổ không có đi được. Thì quý vị thấy pháp môn niệm Phật nó là thù thắng.
Như vậy thì cái đề tài là sống lo trọn đạo, thác được giảng sanh. Gần một tiếng đồng hồ đó quý vị, còn có 3 phút nữa là ăn tiếng đó. Bà con cô bác ơi, mặc dù ông ba đã ra đi, nhưng mà tôi coi đó là một việc cứu tinh. Là vì con người của mình làm nhân ác thì phải trả quả ác, chứ không khi nào sẽ chạy. Thầy đã nói cho mình biết là nếu trả quả hiện tiền, rồi trả quả kế đó, trả quả sau đó. Nhưng mà ông già ba kiếp trước, cái thời gian ông chưa tu đó, thì ông cũng có giết người bằng cách là đi đánh giặc, làm gì cái viên đạn của mình nó không xuyên qua người này người khác, không nhiều thì ít. Nhưng mà ông kịp thời ông giác ngộ, từ ngày ông giác ngộ đó là đến đuổi mà trả quả, ông nó moi ruột ông cũng không sợ. Ha. Rắn mã xà cắn ông cũng không sợ, ông chỉ biết chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nha. Vậy thì đức thầy kêu mình là cái môn tịnh độ này rất là thù thắng. Thầy nói là lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ, đặng giác diệu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh. Thưa quý vị, câu nguyện rất rộng. Và là cả cái vũ trụ này, chứ không nói một xã, một huyện, một tỉnh hay một nước. Rồi vạn vật cũng đều niệm Phật vãng sanh hết. Thầy xác nhận nè. Cơ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dường. Có nhiều người hiểu lầm, niệm suốt một cuộc đời chết mới được giảng sanh, niệm chín chắn đàng hoàng mới được giảng sanh. Người ta mới hỏi thầy ơi, Phật ơi, con niệm bao nhiêu kiếp mới được thành Phật? Thầy trả lời ngắn gọn rằng chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê độ dứt cuộc luân hồi. Thưa quý vị, một kiếp ngắn ngủi. Dạ, chỉ một kiếp ngắn ngủi mà thôi. Vậy thì cái đề bữa hôm nay, sống lo trọn đạo, thác giảng sanh, không nghĩa là ông Ba Tấn một mình anh ổng làm được, và không có nghĩa là một mình cô Mọn giải thoát hay mình ông Ba Tấn giải thoát, mà là những người theo đạo Phật giáo Hòa Hảo cũng đều tu theo pháp môn tịnh độ và nhất trí làm lành sẽ được giải thoát ngay. Thưa bà con cô bác và anh chị em, vậy thì chúng ta cố chí làm lành còn chút xíu nữa đó, là niệm Phật phải dứt nợ trần. Bằng cách là niệm Phật phải có đòi hỏi có 3 phương pháp: tín, nguyện, hạnh. Nếu bà con cô bác không tin, nửa chừng trở lại, đường đi cũng vậy, nó đi trắc trở quá thôi, mấy ông đi tôi trở lại là coi như rớt. Thầy nói niệm Phật trước nhất là phải tín, là tin, tin niệm có Phật nghe, Phật sẽ đến bất cứ lúc nào mình cần. Hen. Nguyện là mình phải hứa, phát nguyện, nay con nguyện quy y, giữ gìn hen, mấy điều giới luật rồi đó. Chữ tín là tin, rồi chữ phát nguyện là hứa. Cũng như bà rủ ngày mai đi niệm Phật, chị ơi, không biết rảnh đi, không rảnh thì thôi à. Cái thì người ta nhớ, người ta kêu, không nhớ thì thôi. Phải không? Tại vì mình hứa không chắc. Còn lần này mình hứa chắc chắn là tôi đã nguyện hứa rồi, tôi phải đi. Thì bà phải rủ, như vậy mới tới được. Rồi tới cái hạnh nữa. Hạnh là làm theo. À, Phật làm điều gì đắc đạo, Phật hành đạo nào đắc đạo, cái hạnh nào làm theo đạo nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá dâng lời, cần nhất ở chỗ giữ giới luật hằng ngày và thuận chồng thuận vợ thuận con. Phải ráng sao mà tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền, chứ không phải tới pháp môn niệm Phật cháu chỗ rồi gặp ước vào chùa thấy Phật lại dài, lui khỏi cửa ra tay cấu xé, như vậy là chưa. Dạ. Còn một mẫu chuyện cuối cùng, cúng, hen, miệng thì niệm Phật, mà tay giết người, như vậy có được chưa? Dạ, có ông này á, ông làm bằng thông thiên đẹp đẽ lắm, sáng chiều cúng lại đàng hoàng, bữa nay sao ông lại xuống, ông nghe cái mùi hỉnh hỉnh thân của con chó, cái ông ra ông quét tước đàng hoàng, cái bữa nay ông cúng, ông khòm xuống, quý vị biết mấy ông già thường thường đi đâu dép mũ, mà mũ nấu đi nấu lại đấy hen. Cái ông mang là tới bạn thì ông bỏ đôi dép xuống đó, ông quỳ ông cúng hướng này, có thể bị ông lại ông cúng cái hướng này là gần cái đôi dép của ông. Cái con chó từ đâu chạy bay lại, nó lại ngay chân cái chỗ mà nó xè xuống mỗi bữa đó. Cái bên này nó dở dò trên dò dưới vậy nè. Cái ông lại nhàng mà ông này, mày không rài mà tới đây mày tè. Tao cúng lại cái bằng thông thiên của tao tinh khiết mà mày tè. Cái ông đâu có ngốc vậy, ông sợ nó chạy. Ông mốt mốt như này, cái ông thò đấy, cái dép.
ông vợ là cũng cái mất. Con chó nó bị cái ông quấn nặng quá, gãy một chân cho nó chạy mà hay hay là ông nó cắn. Mấy ông nhậu bên đó nằm. Trời, chó nói gì mấy ông biết không? Chó nói chạy giả ác. Kính thưa bà con cô bác, như vậy là niệm Phật chỉ có được nha, chưa có gì được có trễn nha. Dạ kệ thúi hôi gì cũng được, cái lỗ mũi này thúi thì hử thúi mà thơm hử thơm. Dạ rồi không thẳng hốt đừng quýnh người ta vậy. Ý là trong cơn cúng còn vậy, bỏ cái áo choàng ra cỡ nào nữa đây. Dạ, vậy thì cái đề tài là sống lo trọn đạo thác giảng sanh. Con mong rằng bữa hôm nay bà con cô bác tiếp xúc và xem thử trình bày của Tuyết, ước mơ rằng quý vị cùng với chúng tôi dắt dìu nhau về cõi cực lạc. Chừng nữa là Đức Thầy đang mong đợi đồng bay về cực lạc một đàn, thì thân thầy hết phải gian nan, đâu có chịu mang câu nhạo băng lễ phép kính chúc và kính chào chứ quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.